Microsoft vươn lên dẫn đầu về nền tảng bảo mật điểm cuối. Năm 2017 khi nói về các nhà cung cấp dịch vụ bảo mật điểm cuối, bạn sẽ tìm thấy những tên quen thuộc như Microsoft và Symantec, cùng với các công ty chuyên biệt khác như Silence, CrowdStrike và Carbon Black, nhưng rất nhanh sau đó, Microsoft đã được Gartner, công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới, xếp vào nhóm các công ty bảo mật dẫn đầu thị trường trong bản báo cáo Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms. Báo cáo Magic Quadrant hồi tháng 8 năm 2019 của Gartner, công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ thông tin hàng đầu thế giới, đã xếp Microsoft vào nhóm các công ty bảo mật dẫn đầu. Thị trường về khả năng thực thi tốt lẫn tầm nhìn chiến lược đầy đủ trong các hoạt động bảo vệ thiết bị đầu cuối lẫn bảo mật truy cập đám mây. Trong vòng 2 năm trở lại đây, Microsoft hướng đến cung cấp giải pháp bảo mật cho nhóm khách hàng doanh nghiệp tập trung bảo vệ thiết bị người dùng cuối dành cho doanh nghiệp mà người dùng cá nhân vẫn có thể tiếp cận với các giải pháp này thông qua những sản phẩm quen thuộc như Windows Defender Antivirus hay trình duyệt Microsoft Edge Insider, không chỉ phát triển một chương trình diệt virus đơn thuần với giao diện trực quan mà người dùng có thể dễ dàng nhận biết được. Microsoft cung cấp giải pháp bảo mật thông minh được nhúng vào trong nền tảng và âm thầm bảo vệ dữ liệu người dùng, tương tự các hãng bảo mật khác, Microsoft mang tới giải pháp giúp hệ thống chống lại các cuộc tấn công spam phi sinh và đặc biệt là bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp, mỗi năm Microsoft phải chi ngân sách hàng tỷ đô la Mỹ để bảo vệ hệ thống, thuê những chuyên gia hàng đầu trong ngành an toàn, an ninh mạng và đặt mục tiêu xây dựng một nền tảng bảo mật tốt nhất. Nền tảng bảo mật của Microsoft dựa trên trí tuệ nhân tạo, máy học và phát hiện hành vi, như Windows Defender áp dụng trí tuệ nhân tạo và máy học vào hoạt động bảo mật. Cụ thể, Windows Defender hỗ trợ machine learning model cho phép tự động học hỏi hành vi người dùng và từ đó phát hiện các hành vi bất thường, có thể là mối đe dọa bảo mật để cảnh báo cho người dùng